Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Nếu như cô chú anh chị em nhà mình đang trồng cây rau màu lấy quả thì cũng có thể là xem thử video của em đây xem như thế nào, và nếu sản phẩm phù hợp thì cũng có thể là liên lạc với em qua hai cái số ở trên màn hình đấy nhé, cái số bên trên nó có Zalo nhé. Thì ở đây em có cái bộ lớn trái, đẹp trái, bóng trái, mướt trái, sử dụng cho hầu hết các loại cây rau lấy quả như đậu, mướp, dưa, bí, mướp đắng, đậu bắp, và sử dụng được cho tất cả các loại cây rau lấy quả nhé, cả ớt luôn nhé. Một bộ như này thì nó có giá chỉ có là 40.000 cho một bộ như này, thì các anh chị có thể pha được khoảng tầm 2 bình đeo lưng, loại bình 20 lít là bằng với 40 lít cho một bộ như này nhé, nó chỉ có 40.000 thôi. Và đây là đơn hàng của chị Mai Ngọc ở Tây Ninh để sử dụng cho cây đậu bắp và cây đậu ve. Với cái số này thì chị có thể pha được khoảng tầm 20 bình đeo lưng loại bình 20 lít. Cái này thì anh chị có thể phun xịt định kỳ khoảng tầm 7 đến 10 ngày một lần nhé. Để sử dụng cho bình 20 lít thì các anh chị chỉ cần một nửa viên này. Này là nó cái viên nhé, một nửa viên này kết hợp cùng với một cái gói như poly 21 này cho một bình 20 lít nước nhé. Cái bộ này thì nó sẽ giúp là hạn chế cái việc bị thối trái, rụng trái và dưỡng trái, nó sẽ giúp cho dưỡng trái, dưỡng hoa, dưỡng trái. Cái này các anh chị có thể sử dụng từ cái thời điểm mà cây đang có nụ hoa cho đến trước thu hoạch khoảng từ 3 ngày là mình sẽ dừng lại, sau khi thu hoạch xong mình lại tiếp tục phun. Nó sẽ giúp là mát bông, mát trái, lớn trái, đẹp da, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây trong thời kỳ nuôi hoa nuôi trái, giúp trái căng tròn đều. Còn những loại trái dài thì nó sẽ hạn chế cái việc là bị đầu to đầu nhỏ này, nó giúp cho đều trái này, và hạn chế bị cong vẹo méo trái nhé. Nó sẽ giúp cho cái trái là to nhanh và bóng đẹp, cái da nó bóng đẹp này, giúp trái lớn nhanh. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng cái bộ sản phẩm này cũng có thể là liên lạc với em qua hai cái số ở trên màn hình đấy nhé, cái số bên trên là nó có Zalo nhé. Và cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để tiếp tục theo dõi những video mới khác nữa nhé.